Anh em cần cái thuế hay là cần nick thì nhắn tin cho NMH dưới phần mô tả nhé. Welcome to Arena of Valor. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong trận đấu này mình sẽ làm về vị tướng Na. Anh em thấy thì đội hình hai bên đều là đội hình toàn là khắc chế. Cứ pick chất tướng sau là làm sao để khắc chế chất tướng trước để dễ chơi hơn. Ví dụ trận đấu này thì S1 pick vào vị trí của Murat. Thì với Murat là chất tướng khá là ảo diệu và mình sẽ pick đó là Na cơ động để có thể bắt được cái sự ảo diệu đó. Thứ hai nữa là tem bên bàn pick vị trí của Grak. Đây, Grak thì đang khá gọi là kéo bua, mình đứng sau con bua để Grak kéo trúng mình, tránh trường hợp kéo trúng bua thì thời gian phám của mình lâu hơn. Và khi tem bên bàn pick vị trí của Grak phá đấy. Ở vị trí S3 thì S4 là tem bên mình pick ngay đó là ông cháu Na, khắc chế hoàn toàn vị trí của Grak luôn. Chưa dừng lại ở đó thì anh em thấy thì tem bên bàn tem bên mình gọi là pick vào vị trí của kết. Thì tem bên bàn đều gọi là pick ngay đó là vị trí gáo xú để khắc chế. Nói chung toàn là chất tưởng khắc chế nhau anh em ạ. Ôi, pha này vẫn ăn được đó là kến kia, một pha tráo đổi. Thì nói chung thì cũng có lời đó dành cho team bên mình, chưa cái tồi sáng phá bua các kiểu. Nói chung cháu Na thì khắc chế cứng vào vị trí của Grak rồi. Nếu trận đấu này thì chắc chắn là sẽ không sợ kéo các kiểu. Còn đối với Na thì cũng là chất tưởng cơ động và thời điểm hiện tại thì vẫn được sử dụng đến rank cao rất là nhiều nhá. Nói chung hầu như khi anh em lên rank cao một xíu ấy, người ta biết cách khắc chế thì người ta sẽ pick những chất tưởng khắc chế để dễ chơi hơn. Rồi pha này sang cướp ổi nhưng mà bị cấm lăng xíu không cướp được. Pain của tem địch thì lùi về bằng cái diệt hồn trúi, mình thì cũng khá là thấp máu nên là cũng sẽ lùi về một nhịp. Nhưng mà không lùi về hẳn nhá. Tình huống này chơi hồi chiều 1 mình sẽ lại này, đánh một phát này, hất tung phát này, lùi lại này. Rồi bắt Pain này và tiễn Pain lên bảng điểm số, một phát tráo đổi. Giữa SP và rừng thì team bên mình sẽ có lời hơn rồi. Cháu Na tem mình thì đang khiêu khích Grak GG. Bởi vì chất tưởng cháu Na ấy là miễn hữu khống chế, khắc chế vào vị tướng Grak hoàn toàn luôn. Gần như cầm cháu Na thì Grak tắt điện cả trận luôn á. Để chúng đến tầm khoảng 80% là sức mạnh của Grak bị gọi là khắc chế. Với Na thì màu chất tướng cực kỳ là cơ động luôn. Đây, tình huống này sẽ ra hỗ trợ này. Búp búp búp. Sử dụng luôn đó là chiêu cuối và tiện vị trí cũng bị tém địch. Laureal lên bảng điểm số. Na thì được cái anh em có lời thế phạt thì phải biết tận dụng, chứ mà nhây nhấy ở giai đoạn cuối trận là dễ thua ngược lắm á. Đội hình của tem địch thì cũng khá là khỏe, không phải là yếu, và đặc biệt là khả năng sốc đám tốt đến từ vị trí của Pain và ảo diệu đến từ Murat, còn trì tánh tốt thì đến từ vị trí của Laureal. Tháng này thì mình lên ăn được con rồng cùng tím rồi, quay trở lại xả ra thương luôn. Có cháu Na lên nó không hề sợ anh em. Đây anh em thấy thì khắc chế 100% vào vị trí của Grak luôn. Và Grak tắt điện hoàn toàn và Grak đã phải lên bảng điểm số. Rồi pha này thì lão réo của tem linh thì cũng đang khá là thấp máu. Xả thủ tem minh thì được bắn Furry và tiện lão réo lên bảng điểm số. Cướp luôn đó là con búa sánh của Pain tem bên địch. Nói chung cứ có Grak anh em pick cháu Na dành cho mình là an toàn nhất anh em ạ. Một lựa chọn thì rất là hoàn hảo dành cho team bên mình để khắc chế vào một vị tướng khá là khó chịu ở thời điểm hiện tại. Thực tế Grak bây giờ thì cũng không phải là nhiều người cấm nữa. Đặc biệt là càng cao thì người ta pick khắc chế khá là nhiều. Nếu mà anh em không có cháu Na, không chơi cháu Na, anh em có thể chơi Toro, chơi Thến các kiểu cũng khắc chế phần nào vị trí của Grak. Rồi pha này thì sẽ bắt luôn Laureal tem đi và tiện Laureal lên bảng điểm số. Laureal thì đầu trận cũng chưa phải là một lượng đám tốt,
và khả năng hồi chiếu chưa tốt nên là chất có thể lượt né sát thương liên tục được. Rồi pha này Grak này cấu rìa nhẹ phạt rồi lùi lại này, rồi lại quay trở lại xả sát thương này và tiện Grak lên bảng điểm số. Đối với Grak thì chắc chắn là để hụt được vị trí của Na vô cùng khó luôn, bởi vì Na sở hữu rất là nhiều yếu tố. Ôi pha này thì bắt luôn này, chạy đâu sử dụng chiêu cuối luôn này và kết liễu, mất cả cái tốc biến cũng không chạy được và tiện xạ thủ tém địch lên bảng điểm số. Ná thì được cái là cỡ đồng anh em ạ, anh em thấy thì di chuyển liên tục lên đường tà thân rồi xuống đường dựa rồi xuống đường rồng gánh liên tục luôn, đó là điểm mạnh của vị trí ná. Bây giờ thì bùa sánh của tém địch vừa xuất hiện luôn thì mình sẽ khá cướp nhá. Ok, cướp được, đó là bột sánh của rừng tém đi tiếp rồi. Và này thì Grak đang hút thật tung một phát, sử dụng chiêu cuối một phát, Grak chỉ còn xíu máu nhưng mà vẫn chưa đủ cái lượng sát thương, như như vậy là cũng ổn rồi. Bây giờ thì mình về đường rửa để đẹp cái trụ đường rửa thôi. Về phần chiêu thức của Na thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Về chiêu thứ nhật thì anh em vậy là có hai lần sử dụng, lần thứ nhật thì trúng mục tiêu phát thì sẽ đó là hất tung mục tiêu. Anh em nên nhớ nhá, lần thứ nhật thì anh em cố gắng làm sao hất tung được mục tiêu là ok nhất. Và này thì bên của tem đi cắn được Van Heel tìm bên mình rồi, nhưng mà cuối cùng thì mình tiến lên bảng điểm số, bắt luôn vào vị trí của Grak, có búa đỏ đánh làm chậm nữa. Rồi pha này thì Grak tem bên địch hụt nhưng mà vô tác dụng anh em ạ, quay trở lại xả ra thướng và chắc chắn thì Grak lên bảng điểm số. Và điểm thần thánh dành cho mình. Trận đấu này thì Grak nghỉ thì cũng tồi nhưng mà thôi thì cũng kê. Thực tế Grak mà kết hợp với Van Heel thì sẽ hiệu quả hơn so với kết hợp với Ghi Đúc. Với chiêu thức thứ hai của vị tướng Ná thì khá là đơn giản thôi, anh em lướt một phát đòn đánh thương thì sẽ được đó là cương hóa. Còn chiêu cuối thì anh em sử dụng thì chém rất là nhiều nhát chém, và khi anh em sử dụng chiêu cuối thì được miễn hưu khống chế nhá. Đó là về chiêu thức của Na rất là đơn giản thôi, nhưng mà anh em mới tập chơi thì thường xuyên gọi là bị lộn giữa chiêu 1 và chiêu 2. Nên là chơi Na thì anh em ít nhất cũng phải chơi vài trăm trận gì đó mới có thể thuần thục được một xíu. Rồi pha này Murat, Murat đứng chát hay là làm gì rồi anh em ạ? Vừa thấy lao lên và tự nhiên gọi là đứng yên một chỗ và mình lùng một màng khá là dễ dàng. Rồi bắt luôn vào vị trí của Grak này. Này thì Grak có cháu Na lên rồi thì Grak không dám kéo luôn ấy. Và anh em một điểm lưu ý lý nữa ấy, khi Grak mà nó chuẩn bị kéo thì anh em cũng có thể sử dụng chiêu cuối để né. Bởi vì chiêu cuối của vị tướng Na thì khi sử dụng ấy thì sẽ được miễn hưởng khống chế. Thì chơi Na thì cũng là như vậy thôi anh em ạ. Nói khó thì cũng không phải là quá đúng, nhưng mà nói dễ thì không phải nhá. Anh em phải chơi gọi là thuần thục vị tướng này, ít nhất cũng phải gọi là hiểu rõ về chiêu thức. Nếu mà anh em trước khi nào chơi cả mà bắt đầu chơi ấy, thì thường xuyên gọi là chiêu hái bị lưu, tức là chiêu hái nó lượt ngược ấy, mà anh em thường xuyên gọi là bị lưu. Trước mình mới tập chơi thì cũng vậy, nhưng mà sau thời gian chơi quen thì bình thường. Đối với mình thì chơi nát không thể đó là, nói chung mình thì chơi không phải là game map như các pro này, lượt các kiểu giống như các idol top chẳng hạn. Mình thì chơi mang tính là có làm sao hiệu quả được là được thôi. Còn để mà như kiểu cặp bệt ná thì chắc chắn là mình không thể làm được rồi. Bởi vì tất nhiên thì người ta chơi nhiều, người ta chơi tốt, kỹ năng của người ta ok thì người ta sẽ đó là được thôi. Còn đối với mình thì nói chung ở mức gọi là chơi được, chơi ổn và leo rank vẫn ok. Đầu mùa thì leo cao thủ vẫn quá là dễ dàng đối với vị tướng này luôn. Tất nhiên anh em cần lưu ý rằng điểm mạnh của ná ở giai đoạn đầu trần các kiểu. Còn anh em mà để cứ kéo dài với lên quá phút thứ 15 thì ná rất chất dễ bị lên bảng điểm số ấy. Khi đó thì cái lượng đám của ná thì sẽ không còn được to nữa, và tém bên đi có những món đồ giả phù mệnh, liêm đoạt mệnh rồi đồ chống chịu các kiểu. Ná rất chất là khó xả đám. Chơi ná là ít nhất cũng phải vượt tém bên địch 1-2.000 vàng khi đó anh em mới hiệu quả được. Về cách combo thì thường đó là anh em lựa chiêu 2 lại dành cho mình, đánh thương một phát, rồi sau đó thì sử dụng chiêu 1 để hất tung mục tiêu, sử dụng chiêu cuối. Rồi pha này thì sẽ bắt vào vị trí của Murat luôn nhé, không cho Murat chạy về. Murat giật bóng lại. Thêm pế nữa, mình sử dụng luôn ở đây chiêu cuối, lượt lại chém một phát, pế con xỉu máu, Murat con xỉu máu, vẫn lùi về được một cách an toàn.
Nhưng mà rất tiếc anh em ạ, pha đỏ thì mình mà thêm xíu máu nữa là mình lên chơi luôn đấy. Bây giờ thì có thánh kiếm chỉ mang rồi, nên là những cú đánh của mình thì sẽ cực kỳ là chất lượng. Đặc biệt những cú đánh chỉ mang thì lấy đi rất là nhiều sát thương của team bên địch luôn. Và một điểm anh em cần lưu ý nữa, pên đây rồi. Trong bùi đúng không? Vừa ăn được ván heo thì bên trong bùi đúng không? Và tiện pên lên bảng điểm số. Đó là điểm mạnh của nó, kiểu là cỡ đồng ấy, nên là nó có thể di chuyển cực kỳ là nhanh. Tất nhiên thì ná điểm yếu là gì, ở giai đoạn cuối trận rất chỉ là yếu. Thứ hai, gặp những chất tướng quá là trâu bò thì sẽ cũng khá là khó chịu. Và này thì sẽ bật luôn này, Murat tem địch bộc hơi luôn. Lại đây lấy thêm là đơn lĩnh siêu cấp này nữa, quay trở lại xả thất thương lui ra một xíu. Nói chung thì mình thì không phải là ghim mà các kiểu chứ cùng múa tam ồn. Rồi, bây giờ thì nói chung khá là nhiều lời thế rồi, lấy được một đường lĩnh siêu cấp nữa. Quay trở về ăn luôn, đó là con rồng này. Thì đó là về chiêu thức mình phân tích rồi, còn về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng má tính nhá, để phù hợp với combo của ná. Bởi vì khi anh em sử dụng chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu còn lại. Ví dụ anh em sử dụng chiêu 2 nhá, rồi chiêu 1 sử dụng chiêu cuối phát thì thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2 cực kỳ là nhanh, anh em có thể lượt tới được. Rồi, pha này sẽ bắt vào vị trí của Laureo này, chém một phát này, Laureo lên bảng điểm số này. Quay trở lại bắt luôn vào vị trí của xa thủ tem bên địch này, chạy đâu. Ôi, một phá viễn trinh kích kết hợp thêm cái rất bắn này anh em ạ, còn một xíu máu mới đủ đáp. Thì anh em thấy thì càng về sau thì sẽ càng khó chơi. Khi mà về sau cái lượng đám của tem địch tốt rồi á, nhiều khi anh em sử dụng chiêu cuối trước kịp sử dụng sống thì đã bị đối phương tiền lên bảng điểm số rồi, giống như phá hồi này. Đám của nó to quá và mình đó là phải lên bảng điểm số. Tất nhiên thì pha đó thì cùng chuẩn chỉ đến từ vị trí của AD tem bên địch nữa. Nhưng mà đó là anh em thấy thì bắt đầu rồi là phát hiện ra và là những điểm hơi yếu ở giai đoạn cuối trận của vị trí ná rồi. Không còn nữa là quá là đảm bảo nữa, đặc biệt là quá phút thứ 15 thì khi đó thì sẽ cực kỳ là khó chơi luôn. Nên là chơi ná thì cố gắng kết thúc được phút thứ 15 nhá. Còn về phần trang bị thì full đam thôi, kiếm túi hôn, dây kiến cương, thương xuyên phá, phức hợp kiếm, thành kiếm và giảm hồ mạnh thôi. Build đồ này thì giúp đỡ là lượng đám của ná sẽ cực kỳ là to và đặc biệt thì phám thì cũng rất là nhanh luôn. Còn về bảng ngọc dành cho ná thì đấy là bảng ngọc chuẩn chỉ nhất, ngọc đỏ chỉ mang, ngọc tím hút máu và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Rồi, pha này quay trở ra này, xả ra thương này, tiền đó là vị trí của Murat lên bảng điểm số, không cho Murat gọi là giật bóng về luôn. Anh em thấy thì với 16% hút máu đến từ ngọc thì ná hồi phục rất tốt luôn. Bây giờ thì quay trở vào này, chơi luôn này, quất luôn này, sử dụng luôn đó là chiêu cuối này, và tiền đó 1-2 người lên bảng điểm số, quay trở lại xả ra thương, bắt luôn đó là tím bên địch. Mình thì vẫn đang còn giáp hồ mình, đang còn liêm đọt mạnh nữa, bắn vào đó đã chơi luôn, bắt vào vị trí của FP tem bên địch luôn anh em ạ. Mất cái giáp hồ mình thôi, bán lên liêm đọt mạnh, quay trở lại xả ra thương và tiện 1, 2, 3, 4 người của tem địch lên bảng điểm số. Và chắc chắn thì trận đấu đó nó sẽ kết thúc ở đấy thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhé. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.